Hello, chào mọi người. Thì clip này mình giới thiệu một cái con loa đắp để bàn Panasonic mình mới vừa về nha, đợt vừa rồi nha. Thì con này mới 100% nha người, con này mới full thùng luôn. Đó, có bọc đầy đủ mình mở sẵn rồi để mình làm clip cho nhanh thôi. Đây là cái phiếu mua hàng bên Nhật nha mọi người. Và phụ kiện có remote, dây nguồn và cái anten pin còn chưa dùng nha. Nói chung cái này mới 100% nên chưa dùng. Cái này mới nãy là nó còn bọc giấy luôn. Và hộp đây mọi người, shop đây, ok. Thì con này khá là đẹp, âm thanh rất là hay mọi người. Con này để bàn cực kỳ sang trọng luôn, màu bạc. Phay nhơ mọi người, phay giả, phay xước mọi người. Nói chung là nhựa giả phay chứ không phải là nhôm thật đâu. Nhưng mà nhìn khá là đẹp. Nhìn rất là đẹp luôn á, mới 100%. Và âm thanh thì cũng rất là ok, mình mở thử một cái đĩa cho mọi người nghe nha. Nói chung con này mình test sơ, mình bỏ dán mọi người. Vắng nhau một phút nhớ nhau lâu dài. Ôi đời sao quá đắng cay, người đi nên nhớ từ đây thiếu anh lòng hoang vắng chiều nay. Từ khi vắng anh phố phương thêm lời ai nhặt lá cuối thu bên đường, ai tặng cho em cánh hoa và ai ca nốt bài ca câu hát buồn ru lòng ngày đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời. Hỏi anh biết hay không? Buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hướng, chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn. Nghe buồn dâng lên ý thơ, hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng. Ok, đó thì mình giới thiệu sơ cho mọi người. Cái con này tại vì remote còn ở trong bịch nên mình cũng không có muốn xé ra để mình chỉnh làm gì. Thì đó, còn mới hoàn toàn. Con này thì điện 100V cắm trực tiếp nha mọi người. 100V trực tiếp. Chức năng của nó gồm có nghe đĩa nè, nghe Bluetooth và cắm dây AUX 3.5 làm loa vi tính cũng được mọi người, hoặc nghe từ TV. Và nó có chức năng nữa là mình cắm dây kết nối iPod và iPhone để nghe trực tiếp từ iPod, iPhone nha. Ok. Thì bên dưới này thì nó là năm sản xuất là 2016 nha mọi người, 2016. Và sản xuất theo tiêu chuẩn GQA của Nhật Bản nha. Ok, đó thì một con loa khá mới, giá 1.900.000 nha mọi người. 1.900.000. Còn full box nên là mọi người có thể mua tặng cho người quen nha.
Ok. À, con này mọi người có thể mua tặng cho người quen, khá là đẹp và trưng bày cũng sang trọng nữa. Ok, mọi người có nhu cầu thì liên hệ nha, 1.9 nha mọi người, mong mọi người nhiều.